Xin kính chào quý thính giả và các bạn. Vào buổi sáng ngày hôm nay, ngày 16 tháng 9, phía chính quyền Trung Quốc đã triệu hồi ông Nguyễn Văn Phong, tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc để đưa quyết định phản đối chính quyền Việt Nam đại cho Hải quân bắn chìm 4 chiếc tàu chở hàng của Trung Quốc. Sau khi triệu hồi và đưa quyết định cho ông Nguyễn Văn Phong, phía Trung Quốc đã trực tiếp đe dọa ngài lãnh sự quán của Việt Nam tại Trung Quốc. Tuy nhiên, trái với những suy nghĩ của người đại diện chính quyền Trung Quốc, ông Nguyễn Văn Phong đã cứng rắn tuyên bố với chính quyền Trung Quốc rằng: "Nếu tôi sợ chết, tôi đã không có mặt ở đây. Người Việt Nam chúng tôi luôn làm vậy, dám nghĩ, dám làm, mà đã làm thì dám nhận. Tôi sẽ báo lại với phía nhà nước Việt Nam và sẽ có câu trả lời thích đáng. Tuy nhiên, tôi cũng đưa ra lời cảnh báo rằng tôi sẽ đưa Bắc Kinh ra tòa án quốc tế nếu vẫn có những lời đe dọa tôi và Việt Nam tôi." Vâng, không biết câu chuyện của người đại diện chính quyền Trung Quốc nói với ngài tham tán Nguyễn Văn Phong của Việt Nam như thế nào, nhưng sự căng thẳng tột độ này đã chứng tỏ hai nhà nước Việt Nam Trung Quốc đang có những dấu hiệu bất ổn lớn. Mời quý thính giả đón nghe bản thời sự ngày hôm nay của chúng tôi để hiểu rõ mối bất hòa này giữa Việt Nam và Trung Quốc còn có thể hàn gắn được hay không, hay phải giải quyết với nhau bằng súng đạn ở chiến trường. Như chúng tôi đã đưa tin vào bản tin trước, Thượng tướng Lý Tắc Thành của Trung Quốc đã được lệnh của Tập Cận Bình đến Campuchia vào ngày 6 tháng 9 để tiến đánh Việt Nam. Vào ngày hôm qua, ngày 15 tháng 9, thông tin về lực lượng quân chủ lực của Trung Quốc đã có mặt tại Campuchia, khiến phía Việt Nam phải nâng cấp báo động lên sẵn sàng chiến đấu. Theo nhiều nguồn tin thế giới, trong đó có cả nguồn tin tình báo của Việt Nam ta từ Campuchia báo về, số lượng lính ban đầu của Trung Quốc đã đến Campuchia ước tính lên đến 200.000 quân sĩ. Tuy nhiên, số quân lính này đang tạm thời đóng quân tại một vài khu căn cứ bí mật gần cảng biển Dream thuộc thành phố Sihanoukville, một số lớn khác đóng quân tại đảo Con Cung. 30.000 quân trong số này đã theo tướng Lý Tắc Thành sắp nhập với sư đoàn 14. Quân chủ lực Campuchia đang đóng quân tại huyện Chumkiri, cách tỉnh Long An, Việt Nam ta 12 km. Đây là một thông tin gây chấn động đối với phía Việt Nam ta, vì Trung Quốc đưa quân đội đến Campuchia theo bản mật ước Bắc Kinh khiến nền an ninh của Việt Nam bị đe dọa nghiêm trọng. Ngay số lượng ban đầu đã có tới 200.000 binh lính Trung Quốc đào đổ bộ vào Campuchia, và không biết trong những ngày tới đây, Trung Quốc sẽ đưa bao nhiêu binh lính nữa đến Campuchia vẫn là câu hỏi lớn dành cho phía Việt Nam ta. Như chúng ta đã biết, trong suốt thời gian dài vừa qua, Trung Quốc đã thúc ép Campuchia gây sức ép lên phía Việt Nam ta bằng cách cho quân xâm chiếm đường biên giới. Mục đích của hai nhà nước này quá rõ ràng là muốn có một cuộc chiến tranh xảy ra nơi biên giới Việt Cam. Mặc dù Việt Nam biết rõ là nếu cho quân đội đánh trả quân đội của Campuchia, thì Trung Quốc sẽ có cái cớ để đưa quân đội và vũ khí đến Campuchia theo đúng mật ước Bắc Kinh mà hai nhà nước này đã ký kết trước đó. Thế nhưng, Việt Nam ta không đứng yên chịu trận. Chẳng lẽ kẻ cướp đến nhà cướp bóc gây án mạng mà chỉ đứng trơ mắt ếch nhìn chúng nó hay sao? Bởi vậy, đã nhiều lần Việt Nam ta cho quân đội đánh đuổi lính Campuchia về nước. Sự vụ gần đây nhất diễn ra tại tỉnh Long An đã khiến giọt nước tràn ly. Trung Quốc và Campuchia cho rằng đây là thời điểm thích hợp nhất để công khai đưa quân đội và vũ khí vào Campuchia. Kính thưa quý thính giả và các bạn, trước đó, bắt đầu từ đêm 6 tháng 1, tàu bè của phía Trung Quốc đã tấp nập ra vào cảng biển Rim thuộc thành phố Sihanoukville của Campuchia. Số tàu bè này vận chuyển quân lính Trung Quốc đến từ Campuchia từ đảo Hải Nam Trung Quốc. Tuy nhiên, không thấy tàu Trung Quốc chở vũ khí đến Campuchia. Có nhiều nguồn tin cho rằng trong mấy năm qua, Trung Quốc đã vận chuyển đến Campuchia quá nhiều vũ khí rồi, nên bây giờ chỉ cần đưa quân lính đến là đủ. Nếu Trung Quốc và Campuchia phát động một cuộc chiến tranh biên giới với Việt Nam, thì số vũ khí Trung Quốc đã đưa đến trước đó sẽ đủ dùng cho cuộc chiến này. Nhưng phía Việt Nam không cho là vậy. Trong một cuộc chiến không thể nói từng nào vũ khí mới gọi là đủ. Điều này có thể chứng minh qua một ví dụ điển hình. Đó là vào tháng 4 năm 1981, phía Trung Quốc đã tấn công xâm chiếm binh độ 400 của ta. Binh độ này nằm ở xã Thanh Lòa, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. Nó là một dãy núi trải dài nằm dọc khu vực phân chia ranh giới giữa hai nước Việt Trung. Vì độ cao trung bình của nó là 400m so với mực nước biển, nên lính Việt Nam gọi nó là binh độ 400. Sau cuộc chiến này, người ta ước tính rằng chỉ tính riêng đạn pháo của cả hai bên bắn sang nhau trên binh độ 400 này bằng tổng số đạn của cả thế giới Thế chiến thứ hai gộp lại. Nói như vậy để chúng ta hiểu rằng với số vũ khí của Trung Quốc đã đưa đến Lạng Sơn không thể nào đủ được cho một cuộc chiến. Trong một bài phát biểu tại thủ đô Hà Nội với cựu chiến binh Việt Nam, tướng Lê Mã Lương đã có đưa ra nhận định rằng nếu chiến tranh dọc tuyến biên giới Tây Nam của Campuchia có sự tham gia của quân đội Trung Quốc, thì binh độ 202 của Việt Nam tại khu vực ngã ba Đông Dương sẽ là nơi xảy ra chiến sự quyết liệt nhất. Vâng, dọc tuyến biên giới dài 1.270 km có rất nhiều tuyến đường quan trọng hiểm trở. Cứ điểm đồ đài 601 khu vực binh độ 202 của Việt Nam vẫn được mệnh danh là đồ quan sát quốc tế. Quân lính Trung Quốc và Campuchia sẽ cho quân chiếm cứ đồ đài này, vì nếu chiếm được đài quan sát đó, thì gần như nhất cử nhất động của quân đội ba nước đều nằm trong tầm ngắm. Cứ điểm này sẽ là nơi giao tranh quyết liệt, và nó cũng có thể ngốn một lượng đạn pháo như binh độ 400 như năm 1981. Chính vì điều này, Trung Quốc sẽ tiếp tục vận chuyển vũ khí đến Campuchia. Nhận định rõ điều này, phía Việt Nam ta đã lên một kế hoạch đánh giặc từ xa do lính hải quân đảm nhiệm.
Kính thưa quý khán giả và các bạn, theo đó vào đêm hôm qua rạng sáng ngày hôm nay ngày 16 tháng 9, 4 con tàu vận tải chở vũ khí của Trung Quốc đang trên đường tiến về lãnh hải của Campuchia. Chúng đi ngang qua cách đảo Phú Quốc khoảng 10 hải lý. Điều này được luật quốc tế quy định đã xâm phạm vào lãnh hải của Việt Nam. Phía hải của Việt Nam đã dự tính trước điều này nên đã điều động hai con tàu chấp pháp lớn nhất của Việt Nam phục kích sẵn. Kính thưa quý khán giả, tàu chấp pháp Hamilton 8020 là con tàu lớn thứ hai của Việt Nam. Nó được mệnh danh là một mình nó chấp cả Đông Nam Á. Nó có lượng dạng nước 3.250 tấn. Đi sau con tàu này là con tàu X222 có số hiệu 7011, có lượng dạng nước lên đến 4.300 tấn. Hai con tàu này là được lệnh đợi sẵn ở đây có nhiệm vụ tấn công tàu địch nếu chúng xâm phạm vào khu vực 12 hải lý. Vào lúc 1:30 sáng nay, bốn tàu vận tải vũ khí của Trung Quốc lù lù xuất hiện. Chúng ngang nhiên đi vào vùng biển đảo Phú Quốc và không hề thèm thông báo cho phía Việt Nam biết trước. Tàu của Việt Nam ta đã đưa ra lời cảnh báo sớm, nhưng tàu Trung Quốc chẳng coi tàu Việt Nam ra gì. Được biết, bốn con tàu Trung Quốc đã nhận tàu vận tải cực lớn, mỗi chiếc có tải trọng lên đến 200 tấn. Chúng chuyển vũ khí từ đảo Hải Nam đi qua đây. Trên tàu, những chiếc vải bạc che đậy kín mít nên không thể nhận thấy đây là loại vũ khí gì. Khi phía Việt Nam cảnh báo chúng lần thứ ba, tàu Trung Quốc vẫn ngang nhiên không di chuyển hướng đi. Chúng còn lấn sâu hơn vào bờ biển Việt Nam theo hướng di chuyển. Tức thì, cả hai tàu chấp pháp của Việt Nam bất ngờ nổ súng. Hàng loạt ngư lôi và rocket từ hai tàu của Việt Nam lao ra bay thẳng tới bốn chiếc tàu giặc. Trong chốc lát, cả bốn chiếc tàu chở vũ khí của Trung Quốc bốc cháy. Những tiếng nổ lớn vang trời ngoài biển khơi vang đến tận đảo Phú Quốc. Điều này chứng tỏ những vũ khí trên những con tàu này phát nổ không thể có cách cứu chữa. Bốn con tàu bốc cháy dữ dội khoảng 20 phút sau thì chìm nghiệm xuống đáy biển khơi. Hai tàu chấp pháp của Việt Nam hạ gục bốn con tàu Trung Quốc xong nhắm hướng vào biển chạy thẳng vào đất liền. Sau khi nào mắc vào bẫy nợ của Trung Quốc khiến quốc gia này phải nhận bộ Trung Quốc về mọi mặt, tất cả đều nằm trong chiến lược dài hạn của Trung Quốc nhằm bao vây Việt Nam trên mặt trận biên giới phía Tây. Vì nếu Việt Nam để mất vùng đệm này được ví như là lá chắn bảo vệ mạng sườn của Việt Nam. Vụ việc diễn ra vào tối ngày hôm qua ngày 15 tháng 9, căn cứ quân sự và cơ sở thí nghiệm loại vũ khí siêu chiến binh kiểu mới của Trung Quốc ở tỉnh Phú Keo. Đây là tỉnh có đường biên giới giáp ranh với nước ta đã bị dội bom và hướng bão tên lửa từ các UAV tấn công kiểu tự sát của lực lượng không quân trực thuộc quân đoàn 5. Cuộc tấn công đã phá hủy và san bằng hoàn toàn các phòng thí nghiệm biến đổi gen để tạo ra các chiến binh kỳ dị và có sức mạnh hơn người trong các cuộc đối đầu quân sự với Việt Nam và các quốc gia trên thế giới. Mục đích để hiện thực hóa tham vọng bá quyền Đại Hán và làm chủ thế giới của các nhà lãnh đạo tại Bắc Kinh. Kính thưa quý vị và các bạn, Trung Quốc từ ngàn xưa đến nay với bản chất tham lam bất tận và nuôi dạ tâm bá quyền Đại Hán khiến tất cả giới lãnh đạo Trung Quốc không ngần ngại sử dụng bất kỳ âm mưu và thủ đoạn gì để đạt được mục đích của mình. Trước đây, Giám đốc tình báo quốc gia Mỹ John Ratcliffe từng có đưa ra bản báo cáo trước lượng viện Quốc hội Hoa Kỳ. Trung Quốc đã tiến hành thử nghiệm sinh học trên cơ thể binh sĩ nước này để tạo ra các siêu chiến binh. Sau đó, đài NBC dẫn lời giám đốc tình báo quốc gia Mỹ John Ratcliffe cho rằng Trung Quốc đã tiến hành thử nghiệm trên cơ thể của các binh sĩ nước này với hy vọng phát triển những siêu chiến binh với năng lực sinh học được tăng cường. Ông Ratcliffe đã công bố thông tin trên trong một bài viết trên báo Wall Street Journal với cảnh báo rằng Trung Quốc hiện là mối đe dọa an ninh quốc gia hàng đầu và là kinh tế đối đầu với Mỹ. Không có ranh giới đạo đức nào ràng buộc Bắc Kinh trong việc theo đuổi quyền lực. Thông tin tình báo đã rõ, Bắc Kinh dự định thống trị Mỹ và phần còn lại của hành tinh trong các lĩnh vực kinh tế, quân sự và công nghệ. Văn phòng của ông và cơ quan tình báo trung ương Mỹ CIA hiện chưa đưa ra thông tin chi tiết về việc Trung Quốc muốn tạo siêu chiến binh theo kiểu được mô tả trong các phim Hollywood như Captain America, Bloodshot và Universal Soldier. Cuối năm 2019, chuyên gia Elsher Kanier tại Trung tâm An ninh Mỹ mới và ông Wilson Von Stick, chuyên gia tư vấn các vấn đề về Trung Quốc, đã từng viết về tham vọng của Trung Quốc trong việc áp dụng công nghệ sinh học vào chiến trường. NBC đưa tin, trong bài viết, hai học giả đề cập dấu hiệu Trung Quốc đang quan tâm tới việc sử dụng công nghệ chỉnh sửa gen để tăng cường năng lực của con người và có thể là trên cơ thể binh lính. Cụ thể, bài viết đề cập công nghệ biến đổi gen CRISPR thường được sử dụng để điều trị các bệnh di truyền và biến đổi thực vật. Giới khoa học phương Tây cho rằng việc dùng công nghệ này để tăng cường năng lực của con người khỏe mạnh là phi đạo đức. Các nhà chiến lược và nhà khoa học quân sự Trung Quốc đang liên tục nhấn mạnh rằng công nghệ sinh học có thể trở thành một tầm cao chỉ huy chiến lược mới của cuộc cách mạng quân sự trong tương lai. Hai học giả trích một bài báo được đăng trên một báo quân sự năm 2019. Ngoài ra, hai học giả cũng dẫn lời một tướng Trung Quốc hồi năm 2020 nói rằng việc phối hợp giữa công nghệ sinh học hiện đại với thông tin, hiểu biết công nghệ nano và những lĩnh vực khác sẽ có những ảnh hưởng mang tính cách mạng đối với vũ khí và thiết bị, không gian chiến đấu,
hình thức chiến tranh và các học thuyết quân sự và các phòng và cơ sở nghiên cứu của Trung Quốc tại Campuchia đã từng bị Việt Nam tấn công phá hủy. Thưa quý vị và các bạn, sau khi các cơ quan tình báo Việt Nam phát hiện việc Trung Quốc tiếp tục theo đuổi chương trình nguy hiểm và vô nhân tính này, Trung Quốc bất chấp sự lên án của cộng đồng quốc tế bằng cách đưa tế bào gốc và phôi thai khỉ trong một phòng thí nghiệm bí mật ở Lào để tìm cách nuôi nội tạng cấy ghép. Tình báo Mỹ cũng như kênh CNN sau khi thông tin trên bị rò rỉ gọi sinh vật vừa được hoại thai này của Trung Quốc là Chimera, danh từ mà thần thoại Hy Lạp dùng để chỉ những quái vật lai tạo giữa hai loài trở lên. Nghiên cứu này đã gây ra một cuộc tranh cãi lớn về đạo đức. Cũng theo cơ quan tình báo liên bang CIA, nhóm khoa học gia của Trung Quốc đã thí nghiệm bằng cách tiêm 25 tế bào gốc của người vào phôi thị đang phát triển, và kết quả là những đứa con lai đã sống sót được 20 ngày dưới dạng phôi trong các đĩa thí nghiệm. Thí nghiệm này không chỉ nhằm tạo ra một con khỉ mang tế bào người, mà còn gia tăng sự tương tác của tế bào người và động vật trong phôi, từ đó tạo ra một con khỉ sống mang nhiều nội tạng của con người, có sức mạnh phi thường và sau đó được đào tạo để trở thành những chiến binh kiểu nửa người nửa thú. Kính thưa quý vị và các bạn, để ngăn chặn âm mưu có nguy cơ đe dọa đến an ninh quốc gia của Việt Nam và sau khi nắm bắt được các thông tin liên quan từ những cơ sở tình báo của Việt Nam tại Lào cũng như nắm được thông tin từ tình báo CIA cung cấp, vào tối ngày hôm qua ngày 15 tháng 9, lực lượng không quân của quân đoàn 5 kết hợp với đặc nhiệm của trung đoàn Rồng Đen sử dụng 10 chiếc UAV không người lái có khả năng tàng hình do Việt Nam tự thiết kế và chế tạo. Đây là loại máy bay không người lái uy lực nhất hiện nay của quân đội Việt Nam. Sau khi tiếp cận mục tiêu 10 UAV với tên lửa và bom chứa bên trong, đã thực hiện cuộc tấn công bí mật vào các phòng thí nghiệm bất nhân này. Đây là cơ sở được bảo vệ của hơn 150 lính Lào và Trung Quốc. Những tiếng nổ vang rền như xé tan bầu không khí tĩnh lặng của màn đêm, cùng với khói lửa bay rập trời kết hợp với những âm thanh la hét bởi đau đớn và tuyệt vọng của binh lính hai nước, tạo ra một cảnh tượng kinh hoàng như trong các cuộc chiến tranh đã từng xảy ra trong quá khứ. Cuộc tấn công quy mô này của quân đội Việt Nam đã phá hủy và san bằng hoàn toàn cơ sở thí nghiệm tạo ra quái vật chiến binh của nhà cầm quyền bất nhân Cộng sản Trung Quốc, cùng làm cho hơn 80 binh sĩ và sĩ quan của hai nước Trung Lào thiệt mạng và bị thương. Vụ tấn công cũng làm cho các nhà lãnh đạo tại Bắc Kinh hết sức bất ngờ, dẫn đến mất ăn mất ngủ. Diễn biến tiếp theo của sự kiện đang làm chấn động dư luận quốc tế này ra sao? Theo tiết lộ của một nguồn tin cho biết, vào đêm hôm qua 15 tháng 9 năm 2022, một nhóm đặc công Việt Nam gồm 8 người đã xâm nhập vào một đơn vị tiểu đoàn tên lửa 271 của Trung Quốc, đóng tại huyện Tịnh Tây, tỉnh Quảng Tây, cách biên giới Việt Nam thuộc tỉnh Cao Bằng khoảng 15 km. Đây là tiểu đoàn tên lửa tầm trung DS-17 của Trung Quốc mới được thành lập cách đây không lâu. Cùng với nó là một tiểu đoàn xe tăng hạng nhẹ tiếp 15 cũng được quân đội Trung Quốc bổ sung về huyện rừng núi huyện Tịnh Tây này. Hai tiểu đoàn này đóng quân cách nhau chỉ khoảng 5 km. Theo nguồn tin từ Cục Quân báo Trung ương, cùng theo tin từ Cục Quân báo Trung ương, tiểu đoàn tên lửa tầm trung DS-17 có 3 đại đội, mỗi đại đội được trang bị 12 dàn tên lửa. Như vậy, tiểu đoàn tên lửa này bao gồm 36 dàn tên lửa đều hướng thẳng về thủ đô Hà Nội của Việt Nam, khiến Cục Quân báo Trung ương mất ăn mất ngủ về sự nguy hiểm hủy diệt của nó. Hơn nữa, lệnh của cấp trên đã ban ra phải tiêu diệt tiểu đoàn tên lửa này, nhưng kế hoạch của đặc công Việt Nam đã bị bại lộ vào đêm 7 tháng 9. Trước đó, vào đêm ngày 7 tháng 9, tức cách đây 7 ngày, một nhóm đặc công của ta gồm 8 chiến sĩ cũng đã xâm nhập vào tiểu đoàn tên lửa DS-17 này, nhưng đã bị lính Trung Quốc phát hiện. Rất may mắn cho các chiến sĩ của ta khi đã bị địch phát hiện đã kịp thời rút lui và bên kia biên giới. Hai chiến sĩ bị thương nhưng không nguy hiểm về tính mạng. Lợi dụng tình hình đất nước Trung Quốc trong những ngày qua đang xáo trộn vì nội bộ Trung Quốc đấu đá nhau, nên Cục Quân báo Trung ương đã quyết định tiêu diệt tiểu đoàn tên lửa này nhằm tránh hậu họa trong tương lai gần nếu quân đội Trung Quốc đánh chiếm Việt Nam. Theo đó, vào lúc 2 giờ đêm ngày hôm qua ngày 15 tháng 9, 8 lính đặc công Việt Nam đã được lệnh từ cấp trên tiêu diệt tiểu đoàn tên lửa DS-17 của Trung Quốc. Được biết, nhóm đặc công 8 người này là những trinh sát luôn sâu vào đất địch, đã thực hiện nhiều phi vụ tình báo, thu thập nhiều thông tin quan trọng, phá hỏng các kế sách của Trung Quốc trong việc xâm lấn vùng biên cương của Tổ quốc. Nhóm 8 người đã có chuyến đi dài nằm sâu trong lòng địch và phát hiện ra một tiểu đoàn tên lửa của Trung Quốc mới được di chuyển về huyện Tịnh Tây, giáp với biên giới Cao Bằng của Việt Nam. Tiểu đoàn tên lửa này được phân làm 3 đại đội nhỏ chạy từ gần thành phố Bách Sắt tới gần cửa khẩu Trà Lĩnh thuộc tỉnh Cao Bằng của Việt Nam. Tiểu đoàn 271 gồm 36 dàn tên lửa của Trung Quốc được cho là đóng quân giáp với cửa khẩu Trà Lĩnh của Việt Nam nhất. Theo các trinh sát luôn sâu báo về, trong đêm 7 tháng 9 vừa qua, 8 chiến sĩ của ta đã tấn công đại đội 1 của tiểu đoàn này và bị bại lộ. Trong khi đó, đại đội 2 và 3 gần với biên giới Việt Nam hơn, nhưng đặc công ta vẫn chưa một lần xâm nhập. Yếu tố này có thể khiến lính canh giác ở đây chủ quan hơn. Từ suy đoán này, 8 chiến sĩ của ta quyết định tấn công vào đại đội 3 của địch. Nhiệm vụ
là phá hủy 12 dàn tên lửa tầm trung của Trung Quốc. Được biết, các đại đội tên lửa ở Việt Nam và một số nước chỉ có 6 đến 9 dàn, nhưng quân đội Trung Quốc với con số lớn nhất thế giới. Hơn nữa, vũ khí của Trung Quốc trong những năm trở lại đây đã tăng lên với cấp số cộng. Bởi vậy, một đại đội tên lửa của Trung Quốc được trang bị lên tới con số 12 chiếc. Lần này, Trung Quốc đã thiết kế loại tên lửa này và đặt các dàn tên lửa gần biên giới hai nước, hướng ngắm bắn thẳng về thủ đô Hà Nội nhằm uy hiếp Việt Nam. Nhận thấy đây là loại vũ khí cực kỳ nguy hiểm, nên nhóm 6 chiến sĩ đặc công đã được lệnh tiêu diệt tiểu đoàn tên lửa tiên phong của Trung Quốc. Được biết, 8 chiến sĩ của ta nằm sâu trong lòng địch đã 15 ngày, tại tỉnh Quảng Đông, khi 8 chiến sĩ của ta thất bại trong cuộc tấn công vào đêm 7 tháng 9, 8 chiến sĩ của ta được lệnh rút về biên giới nhận nhiệm vụ mới này. Vào 2 giờ đêm ngày hôm qua, nhóm 8 người đã xâm nhập vào được đại đội 3, tiểu đoàn tên lửa 271 và cài đặt được tất cả 12 quả mìn chống tăng, loại BTKM-1A của Nga. Đây là một loại mìn chống tăng hiện đại nhất mà Việt Nam mới mua của Nga. Vào khoảng 3 giờ sáng đêm qua, khi toàn đội đã rút lui an toàn, liền cho kích hoạt 12 quả mình chống tăng, 12 dàn tên lửa TF-17 tối tân của Trung Quốc đã bị nổ tàn sát. Người dân giáp khu vực biên giới Việt Nam và Trung Quốc đều nghe thấy tiếng nổ vang trời, kèm theo sự rung chuyển của lòng đất. Có rất nhiều người dân còn nghĩ rằng đây là một trận động đất lớn và lôi kéo cả gia đình ra khỏi nhà trong đêm vì sợ căn nhà của họ bị sập. Nhưng mảnh vỡ của vỏ đạn tên lửa bay tung tóe cách xa nhiều km. Trong khi đó, 6 đặc công Việt Nam ta đã rút lui an toàn về bên kia biên giới. Vào sáng nay, ngày 16 tháng 9, phía quân đội và công an Trung Quốc đã phát lệnh truy quét những người dân Việt Nam đang có mặt tại huyện Tịnh Tây Trung Quốc. Những người Việt Nam đã sinh sống tại Trung Quốc hợp pháp trong nhiều năm qua cũng bị chính quyền bắt đi. Không biết họ có được quay trở lại cuộc sống bình thường không vẫn là câu hỏi chưa có lời giải đáp. Kính thưa quý thính giả, liên quan về vấn đề Biển Đông, theo dẫn nguồn tin từ AFP, vào lúc 2 giờ đêm hôm qua rạng sáng nay ngày 16 tháng 9, 4 chiếc tàu hải cảnh của Trung Quốc núp dưới danh nghĩa tàu cá áp sát và đổ bộ lên đá Tây, nơi có các chiến sĩ hải quân của ta đang canh gác. Theo đó, có khoảng 100 lính Trung Quốc ăn mặc quần áo người dân, mang các loại vũ khí thô sơ như gậy gộc, giáo mát tấn công rầm rộ lên đá Tây. Các chiến sĩ hải quân Việt Nam đã cảnh báo 4 con tàu này từ lúc chúng áp sát đá Tây và gọi điện thoại về đất liền xin chỉ thị. Lệnh được ban ra cho các chiến sĩ của ta là không được nổ súng tránh mưu kế của quân Trung Quốc. Một số tàu hải cảnh của ta đang tuần tra trên Biển Đông đã được lệnh đến đá Tây thích ứng. Đá Tây là một rạn san hô vòng thuộc cụm Trường Sa của quần đảo Trường Sa. Đá Tây cùng với đá Đông, đá Châu Viên và rạn san hô chứa đảo Trường Sa Đông hợp thành cụm đá ngầm mà các nhà hàng hải quốc tế gọi là cụm rạn Luân Đôn. Đá Tây nằm cách đảo Trường Sa 20 hải lý, khoảng 37 km về phía đông bắc. Đá Tây là đối tượng tranh chấp giữa Việt Nam, Đài Loan, Philippines và Trung Quốc. Hiện Việt Nam đang quản lý rạn vòng này như một phần của thị trấn Trường Sa, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Ngoài các công sự của hải quân thì tại đây còn có một ngọn đền biển cùng khu dịch vụ hậu cần nghề cá và tổ hợp nuôi trồng thủy sản thí điểm. Từ nhiều năm nay, Trung Quốc đã nhiều lần cho tàu bè áp sát đá Tây và muốn gây áp lực biến đá Tây thành vùng đá Trung Quốc quản lý. Trung Quốc đã lý giải nhiều lần Trường Sa là của Trung Quốc và đá Tây thuộc khu vực quần đảo Trường Sa nên nó thuộc về của Trung Quốc. Việt Nam chúng ta cũng đã nhiều lần đưa ra các bằng chứng không thể chối cãi Trường Sa là của Việt Nam nên đá Tây đương nhiên là của Việt Nam. Sự tranh cãi này đã diễn ra nhiều năm nay và đây chính là cái bẫy của Trung Quốc biến đá Tây thành vùng tranh chấp. Sau đó tiến dần gây cho quân đội gây hấn với hải quân Việt Nam. Nếu quân đội Việt Nam nổ súng, Trung Quốc sẽ lấy cớ đó để tấn công và đánh chiếm như đã từng đánh chiếm Gạc Ma năm 1988. 100 lính Trung Quốc hùng hổ lao lên đá Tây gây sự với các chiến sĩ hải quân của Việt Nam. Nhưng chiến sĩ của ta đã ngăn chặn và giải thích với đám lính giả thường dân này, nhưng bị chúng tấn công dồn dập. Lính hải quân Việt Nam đã bắn súng chỉ thiên cảnh cáo, nhưng đám người này vẫn dùng gậy gộc tấn công, làm 6 chiến sĩ của ta bị thương. Để đối phó với đám người này, hải quân Việt Nam đã phải dùng đến súng phun nước và cả lựu đạn cay ngăn chặn chúng đập phá cơ sở đóng quân của ta ở đây. Hai tàu cảnh sát biển của ta cũng đã tăng cường lên đá Tây khoảng nửa giờ sau đó, khiến đám lính này phải bỏ chạy lên tàu rồi chạy ra biển. Sáng nay, 6 chiến sĩ hải quân Việt Nam đã được máy bay trực thăng đưa về đất liền để chữa trị vết thương. Trong khi đó, truyền thông của Việt Nam và Trung Quốc vẫn chưa đăng tải thông tin này lên thông tin đại chúng. Trong một diễn biến khác có liên quan đến vấn đề Biển Đông, lắng đi khoảng hơn 2 tháng êm dịu ở Biển Đông do Trung Quốc rút tàu HD8 về nước, thì vào ngày hôm qua, ngày 15 tháng 9 năm 2022, một trận chiến tân sức trên vùng biển bãi thư chính của Việt Nam đã xảy ra giữa các tàu tuần duyên và cảnh sát biển của Việt Nam, đối đầu với ít nhất hơn 40 tàu hải cảnh của Trung Quốc. Theo các ngư dân đánh bắt cá của Việt Nam tại vùng biển bãi thư chính, vào khoảng 9 giờ sáng giờ Việt Nam, hai tàu đánh bắt cá của tỉnh Quảng Ngãi đang đánh bắt cá tại khu vực vùng biển bãi thư chính, thì một đoàn tàu của Trung Quốc từ xa tiến lại.
Họ ước chừng có hơn 40 con tàu, trong đó có con tàu to lớn 35111 của Trung Quốc mà người dân Việt Nam đã rất quen thuộc khi nó xuất hiện nhiều lần ở khu vực này vào hồi năm ngoái. Cả 40 con tàu này hùng hổ lao về phía hai tàu đánh bắt cá của Việt Nam và có dấu hiệu sẽ đâm chìm tàu của các ngư dân Việt Nam như nhiều lần trước. Hai tàu đánh cá Việt Nam sợ quá bỏ chạy, liền bị một số tàu Trung Quốc đuổi theo. Tàu của Trung Quốc to lớn và có lượng giãn nước lớn nên không mất nhiều thời gian, chúng đã bắt kịp hai tàu cá Việt Nam. Đúng lúc đó, từ phía xa, nhiều tàu cảnh sát biển Việt Nam đang chạy tới với vận tốc lớn để cứu giúp các ngư dân của mình. Các ngư dân trên tàu vẫn chưa hết sợ hãi, lấy cờ SOS ra về loạn xạ cầu cứu vì lo các tàu cảnh sát biển Việt Nam chưa nhìn thấy. Tàu Trung Quốc thấy tàu cảnh sát biển Việt Nam tới ứng cứu, vội vã giảm tốc độ mà quay lại với đám tàu Trung Quốc, lập thành một thế trận đề phòng tàu Việt Nam tấn công. Phía trước được bảo vệ an toàn bằng sức mạnh của tàu cảnh sát biển 8020, từng là tàu tuần duyên Morgenthau thuộc lực lượng phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ, được chính phủ Hoa Kỳ chuyển giao cho cảnh sát biển Việt Nam. Đây là tàu tuần duyên lớp Hamilton thứ 8 được đóng tại nhà máy Avondale, New Auckland, bang Louisiana, Hoa Kỳ. Tàu có lượng giãn nước tối đa là 3.250 tấn, dài 115m, rộng 13m. Tàu được trang bị hai động cơ diesel và hai động cơ tù binh khí, đạt tốc độ tối đa 29 hải lý trên giờ, dự trữ hành trình 14.000 hải lý và đảm bảo hoạt động liên tục 45 ngày trên biển. Tàu thường dùng để truy tìm và diệt tàu ngầm. Ngoài ra còn được trang bị radar tìm mục tiêu AN/SDS-40 hiện đại với tầm phát hiện mục tiêu là 450 km. Bên cạnh đó, trên tàu còn có pháo hạm Auto Radar 76,2mm, pháo 25mm, hệ thống phòng thủ tự động tầm gần Phalanx CIWS có thể tự xác định và diệt hạm mà không cần sự can thiệp của con người, súng tự động Bushmaster M242 25mm và súng máy hạng nặng M2 Browning 12,7mm, khẩu pháo Vulcan tích hợp cảm biến bằng máy tính siêu nhạy giúp bắn hạ mọi tên lửa, đạn pháo tiến gần tàu tuần duyên trong phạm vi nguy hiểm. Đây được coi là lá chắn an toàn nhất cho các tàu chấp pháp của Việt Nam. Nếu bị tàu hải cảnh và tàu cá của Trung Quốc cố tình bao vây, bắn vòi rồng và đâm va, thì sẽ có tàu cảnh sát biển 8020 đến ứng cứu kịp thời. Nhưng Trung Quốc luôn dùng các thủ đoạn thâm độc như đổ tàu cá Trung Quốc, đưa 38 chiếc tàu đánh cá, trong đó một chiếc hải giám giả danh tàu đánh cá dài 59m mang tên Guion Sansa U-00244 hỗ trợ xâm phạm chủ quyền bằng cách chạy vòng quanh trong khu vực các tàu chấp pháp của Việt Nam, rồi tìm cách đâm vào tàu kiểm ngư hoặc cảnh sát biển, rồi quay phim đưa lên truyền hình Trung Quốc, đồ vả tàu kiểm ngư Việt Nam hành hung tàu đánh cá thuộc tàu thường dân của Trung Quốc ngoài Biển Đông, mục đích kiếm cớ để Trung Quốc đưa thêm nhiều tàu đến khu vực bãi tư chính. Trò dơ bẩn này Trung Quốc đang được sử dụng trong ngày hôm nay và những ngày tiếp theo. Vì Trung Quốc cho tàu vào hoạt động trong vùng biển của Việt Nam cũng nhằm áp đặt các yêu sách của Bắc Kinh đối với một khu vực mà Trung Quốc cho rằng họ có quyền lịch sử đã được gói trong tấm bản đồ lưỡi bò dùng để đòi chủ quyền ở Biển Đông. Đây không phải là lần đầu tiên mà Hà Nội và Bắc Kinh căng thẳng với nhau trên vấn đề Hoàng Sa. Vào năm 2019, một số vụ va chạm nghiêm trọng đã xảy ra trong khu vực, làm quan hệ hai bên bị khuấy động trong một thời gian 3 tháng trước khi bình thường hóa trở lại. Cho dù tranh chấp hai bên vẫn không được giải quyết, câu hỏi đặt ra là tại sao Trung Quốc lại khuấy động trở lại vấn đề Trường Sa vào lúc này? Theo chuyên gia về Biển Đông Colin Cole tại Singapore, rất có thể là Trung Quốc đang muốn thăm dò phản ứng của việc đề cử Tổng Tư lệnh Quân đội Việt Nam được thành lập sau cuộc bầu chọn vào đầu năm nay, bao gồm một số nhân vật quan trọng được cho là thân Mỹ hơn so với chính quyền trước là thân Bắc Kinh. Ngoài ra, trong thời gian qua, chính phủ Việt Nam cũng đã tỏ ý không muốn Trung Quốc góp phần đầu tư và phát triển hạ tầng cơ sở của Việt Nam, và vấn đề cải thiện hạ tầng cơ sở là một cam kết quan trọng đối với Nhật Bản chứ không phải Trung Quốc như trước đây. Dựa trên hai yếu tố đó, rất có thể là khi tăng cường áp lực trên vấn đề vùng biển Trường Sa, Bắc Kinh nghĩ rằng Hà Nội sẽ có phản ứng gay gắt trái với thời điểm năm 2019. Điều mà Bắc Kinh không ngờ là phản ứng của Hà Nội trước hành động bị coi là xâm lấn của Trung Quốc hết sức gay gắt và càng lúc càng dữ dội. Ngay khi được tin về sự xâm nhập của đội tàu Trung Quốc, Hà Nội đã lập tức phản đối mạnh mẽ về mặt ngoại giao, từ triệu tập đại sứ đến gửi công hàm ngoại giao, và nhất là đã viện dẫn phán quyết Biển Đông năm 2016 của Tòa trọng tài thường trực La Hay vô hiệu hóa các yêu sách của Bắc Kinh liên quan đến đường lưỡi bò. Trên hiện trường, Việt Nam đã điều ngay lực lượng hải quân và chấp pháp đến khu vực có tàu Trung Quốc để tăng viện cho lực lượng đã có mặt tại chỗ. Không quân Việt Nam đã tăng cường các phi vụ bên trên khu vực với 4 chiếc chiến đấu cơ F-16 đến Trường Sa để tuần tra thường xuyên. Và đúng theo chiến thuật gậy ông đập lưng ông, Hà Nội cho biết sẽ điều lực lượng tàu cá cỡ lớn của mình lên vùng biển Trường Sa hỗ trợ cho hải quân. Một phản ứng cứng rắn đầy tính biểu tượng đến
đến từ Tổng Tư lệnh Quân đội Việt Nam. Ngoài tuyên bố dứt khoát là sẽ không có bất kỳ một cuộc đàm phán nào với Trung Quốc liên quan đến vấn đề chủ quyền Trường Sa, vào sáng ngày 12 tháng 9 đã đích thân đến tận nơi và có căng thẳng để khẳng định chủ quyền của Việt Nam tại một vùng biển Bắc Kinh tranh chấp. Sự can dự trực tiếp của người đứng đầu quân đội Việt Nam như đã có tính chất quyết định. Vào đúng thời điểm lúc Tổng Tư lệnh Quân đội Việt Nam đến Trường Sa, Bắc Kinh cho rút tàu ra khỏi vùng mà họ muốn tranh chấp.